Nội thất Trọng Bình kính chào quý khách. Hôm nay sẽ giới thiệu quý khách một bộ giường tủ bàn trang điểm và tạp đầu giường bằng gỗ gõ đỏ. Mình sẽ đi chi tiết từng sản phẩm. Đây là những chi tiết giường. Giường thì được làm bằng 100% chất liệu gỗ gõ đỏ, thang giá thì bằng gỗ nghiến. Giáp gỗ nghiến, giáp thì là giáp phản liền rất chắc chắn. Giường có 9 thang. Thành rất là dày dặn. Còn đây là tát đầu giường gỗ gõ đỏ. Tủ này cũng là gỗ gõ đỏ, gỗ 4 cánh. 3 ngăn 4 cánh. Có 3 ngăn kéo ở dưới. Bên trong sản phẩm làm rất luột là trong ngoài như nhau, hậu cũng là gỗ gõ đỏ luôn, lùa. Cái đợt này chỉ là đợt đặt rất dễ di chuyển, ví dụ móc treo ở trên này có thể đặt lên hoặc xuống tùy thích, tùy theo áo dài may mắn. Ngăn giữa thì không có đợt, chỉ để treo những bộ áo dài. Các bạn xem những vách hậu đằng sau nó gỗ gõ nguyên một tấm đây, một tấm nữa. Toàn bộ cánh là một tấm hết. Tiếp theo là bộ bàn trang điểm. Trăm phần trăm mũ gỗ đỏ. Tất cả 100% gỗ đỏ nhé. Cảm ơn quý khách hàng đã xem sản phẩm của đồ gỗ Trọng Bình.